chào mọi người. Ngày hôm nay Mai Anh sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc váy sẽ vừa phù hợp để chúng ta đi làm mà đồng thời cũng vừa phù hợp để đi chơi, đi dạo phố, tham gia những hoạt động ngoài trời cực kỳ summer luôn. Thì đây chính là những cái đặc điểm tuyệt vời của chiếc váy này. Và hãy cùng nhìn qua về chiếc váy này trước khi mà Mai Anh giới thiệu chi tiết nhé. Phía sau này, chiếc váy suông thì luôn luôn là một cái item mà các chị em phụ nữ đều mong muốn sở hữu rồi. Bởi vì khi mà chúng ta mặc váy suông á, cái sự thoải mái là yếu tố đầu tiên phải nhắc tới. Bên cạnh đó còn là việc mà chúng ta cũng sẽ dễ dàng để kết hợp với các phụ kiện để tạo ra tổng thể một cái hình ảnh cực kỳ trẻ trung và khỏe khoắn. Và váy suông thì còn đồng thời giúp cho chúng ta che đi những cái khuyết điểm như kiểu là bụng của mình, vòng hai của mình mà mình cũng có hơi không được tự tin cho lắm, hoặc là bắp chân của mình, phần đùi của mình cũng không được thon gọn cho lắm. Thì Mai nghĩ rằng chiếc váy này chính là lời giải cho một bài toán với rất nhiều những cái dữ liệu mà chị em cần khi mà chúng ta tìm kiếm một cái outfit cho mùa hè. Hãy cùng nói kỹ hơn về các chi tiết này. Mình sẽ cho mọi người xem một cái phiên bản ở trên móc. Cái này là phải bật mí thêm là có một cái phiên bản màu khác, không chỉ là màu đen cơ bản như là mình anh mặc, mà còn là một cái tông màu đỏ rực rỡ. Và dù là tông màu thế nào ấy, thì cái sự kết hợp về màu sắc cũng như là những cái họa tiết thì cũng rất là hài hòa. Từ phần chữ in chìm vào phần thân này, bên cạnh đó thì còn là những cái phần cổ cũng như là ở hai bên tay của chúng ta với những họa tiết kể siêu kinh điển. Phần khuy áo thì rất là chắc chắn mọi người nhá. Và chất liệu thì là Yumi Cotton, nên là vừa mát vừa co giãn và cũng rất là thuận lợi, rất là dễ dàng cho những cái hoạt động của chúng ta luôn. Mọi người cùng nhìn đằng sau này. Với phiên bản màu đen này, Mai Anh đã lựa chọn cách mix những phụ kiện có cái tông màu đen và trắng, nó phù hợp với những cái màu sắc đã xuất hiện ở trên bộ váy. Và đấy là lý do mà mình chọn chiếc túi với một cái họa tiết với một cái hình dáng rất là độc lạ như thế này. Và cũng bật mí cho mọi người là chiếc túi này đang được sale với mức 40% tại Mega Fashion. 40% là một cái mức kiểu cực kỳ ưu đãi luôn. Nên là mọi người mà thích khi mà mua chiếc váy mà kết hợp với đồ thì khi mà mọi người mua váy mà kết hợp với túi thấy xinh quá thì nhớ là phải cân nhắc cả về chiếc túi này nữa. Và mình lựa chọn một đôi giày thể thao để hoàn thiện sự trẻ trung năng động ngày hôm nay mang tới cho mọi người. Hãy nhớ 9245 mọi người nhé. 9245 chính là mã của chiếc váy này. Mọi người có thể đến với Mega Fashion cơ sở gần nhất, hoặc là nếu mua online thì chúng ta sẽ nhớ mã số để được tư vấn thật là cụ thể những cái thông tin mà chúng ta cần. Và Mai Anh sẽ tiếp tục giới thiệu với mọi người một cái phiên bản khác về chiếc váy này trong video tiếp theo nha.